Hello các bạn, hôm nay mình đi lên nhà bà chị Bạc Nô Lè đó. Happy Labor Day các bạn nhé. Ngày Labor Day mới chưa cờ hôm qua đây. Ok, Happy Labor Day các bạn nha. Các bạn tới đón đi nè. Rồi có anh đàn trai, đàn trai này anh quen mình mấy chục năm, anh quen mình 46 năm rồi, năm gần 50 năm rồi đó. Giờ anh tới anh chở mình đi một vòng, giờ mình đi về nhà bà chị á các bạn, nhà chị ở Magnolia, lâu lâu mình lên thì mình cũng chia sẻ cho các bạn cho vui. Rồi, có cái anh chiến mã này thì mình rất thích, cái anh này là mình rất là happy, mình rất là vui vẻ. Mình đi anh chở mình cái xe này là đi rất là thoải mái mà vui vẻ. Qua nhà ông anh là mình đón bà chị thứ năm, lên nhà bà chị thứ bảy, vừa đám giỗ mà vừa lên về đây luôn các bạn. Nhà nè, tôi coi nè, cây ốt nó cao, nó to dễ sợ cho các bạn. Wow, mấy chục năm luôn. Nhà này nó có trước mình ở, mình ở luôn á. Rồi người đẹp ra. Đó, đây đẹp gái. Đó, đẹp gái chưa? Trời ơi, bữa nay có anh trai, có em trai nào mà dẫn đi ngon dữ trời. Chết đi chưa? Có anh trai nào dẫn đẹp với ta? Hả, chị Nam? À, mời bà chị lên. Thì sẽ mới đàng hoàng cái chị ta, chị Nam à. Anh Dương, dạ chào anh. Dạ. Ok, lên để nói chuyện. Ông là đi sửa xe quần áo đẹp dữ rồi chứ. Lấy ngon. Dạ lên trong bảo xe. Anh trong bảo xe chứ. Em làm món ngon cuốn. Không phải đâu, phải. Rồi. Làm món rau cuốn. Rồi. Rồi, lên đi chưa? Anh ngồi trước đi. Đóng cửa ra chưa? Rồi. Con Bạc Nô Lè đây, quê đây đẹp chưa, quá đẹp chưa, nhà rộng rãi mênh mông, cất quá trời. Cỏ đây để cho bò ăn nha các bạn. Bỏ cho bò ăn nữa, mấy tờ đồng cỏ. Rồi tới rồi đây, ở mở cửa sẵn rồi kìa. Đấy, vùng nhà quê đẹp chưa. À, tin nhà quê được trời. Đấy. Lâu đời tình ố đây. Nó là tình ố đây đó, hồ bơi, hồ nước, chuẩn bị đi câu cá. Mấy cháu ngoại là câu cá đây. Cháu ngoại sẽ lên câu cá à. Sông nước mênh mông, bát ngát. Nhà lâu đài tình ái đây. Xong. Rồi, tới rồi, cái nhà lâu đài tình ái đây. Rồi, lâu đài tình ái. Chị Thanh, lâu đài tình ái. Đúng rồi đó, em nó mừng lắm. Chị Thanh le sửa sáng. Sửa sáng rồi sớm lắm để đi đó, đúng giờ đi đó. Chỉ không đi sao chưa đi được. Chưa đâu có đi, chưa ở nhà cho Thanh. À, đó, đẹp chưa? Vô đi anh, dạ, vô đi. Chào anh. Bị sẵn hết rồi đây. Chim kêu cát kêu. Quá rồi. Đi phút chót mới đi. Trời ơi. Em không ngờ luôn á chị mà được đi đây đó. Chứ nó quá cái của quý đi làm sao. Dạ. Không ngờ luôn á, thường ghê gì đâu á. Lên vào đây nè các bạn. Gia đình mình lên vào đây nè. Happy lên vào đây nha.
đó các bạn, rồi ăn bún mọc nữa các bạn. Ok, ăn lê bà đây nhà bà chị nha, nhà của bà chị. Cho con đi. Hôm nay là nhà đám dỗ của bà con, em ruột con ông Ngọn Văn là bà cô thứ hai làm dỗ nhà là chị An Triệu. Đó, cô hai rất là thương ông xã của mình, rất là thương chú Trung. Đó, đây cô hai dỗ cô hai. Con ơi, quên ghi máy nhỏ cho con. Ừ. Đem nay dỗ bà, dỗ bà hai, quanh xe vô. Không sao, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Làm kỷ niệm chứ. Thưa cô hai, gia đình anh chị em chúng con hôm nay nhớ cô và tụ họp nhau đây để tưởng nhớ đến những ngày cô còn sống ở anh chị em chúng con. Cô cũng như người cha, người mẹ xưa kia cũng đã gìn giữ, chăm sóc, bảo vệ anh chị em chúng con cũng như gia đình được mọi sự bình an và giúp đỡ rất nhiều trong gia đình chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đại lòng thương xót luôn luôn ban cho cô được những ơn Chúa đã mà cô đã mong muốn từ những ngày xưa. Và chúng con tin tưởng rằng Chúa sẽ đưa cô vào nơi thiên đàng để cùng hưởng nhân với Chúa mãi mãi, và trên này chúng con sẽ đồng thủ với Chúa trên nơi quê hương Đức Trời. Chúng con cầu xin Chúa vì công nghiệp vô cùng Chúa Giêsu Kitô là chúng con. Amen. Cha cũng đồng thủ nhân Cha chúng con ở trên trời, chúng con được nhân gia cả sáng, chỉ đến khi cha về thì sẽ thắp như lên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay tất cả mọi người chúng con như chúng con hãy phạm lỗi lời của con, xin Cha để chúng con sai lầm nhiều, nhưng nếu chúng con theo phải sự điều ra này. Kính mừng Maria, đời có Chúa, chịu trợ ở cơn bệnh là con bà là con người nữ và dân chúng con. Thánh Maria, đừng ngày Chúa trời của cha chúng con là kẻ có tội nhân và bây giờ cũng trở ra mẹ. Sáng nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đã là sự tiếp vụ của bà mẹ và bà mẹ đó và đời đời chúng con. Chúng con hãy dân vua nhân từ cho đồng hồn Anna được lên chung nghỉ ngơi. Hãy xin xin mạnh Đức Chúa Trời sáng lãnh vui vẻ vô cùng. Amen. Thương con á. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thanh thời. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn thiên chờ. Từ vực sâu ưu tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhận lời. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyện. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa.
tội tâm, con kêu cầu người thương trong đêm. Chúa ơi, anh nghe lời con tình nhân Chúa thiên tha ngài ban. Nhưng vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa, Chúa ơi chớ đi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin lời Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trong mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dài. Đây con tin dương máu âm thân gầy heo tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ơn tình này, người thương con đi. Sống đạo nhà ta an hòa, dỗ cô ký ức chưa nhòa, xin cô tạm nghỉ chờ loa thiên thần. Cảm ơn Chúa. Mấy cái này chắc là ai cũng biết rồi, Vang Ơi Sừng Cuốc thì Trung, anh Trương, Phi, Oanh biết không con? Vang Ơi Sừng Cuốc đó chị cứ lặp lại rồi đây con xin nhắc sơ lại. Cô Hai thương cháu thật tình gần xa, thời sự đoán tin như thần. Thời sự cô Hai đọc báo rất là nhiều và cô biết thời sự rất là sát, cho nên cái ngày ba ở tù về với cô phải vội vã ngay trong đêm đó là nói với ba mình với chồng của Dương Hai, chồng cô với lệ cổ sáu, vội vã ban đêm mặc đồ giả là người đi buôn heo, gánh quẩy đội nón rồi đi bộ từ An Lão mà tới Hồ Sơn. Thì sáng thì lúc đó ít người biết đó là cổ đoán rất là hay, chứ nếu để ngày mai thì cộng sản nó vô nó hỏi cho cậu ba đâu không thấy về mà sao không thấy, nó muốn thăm thì nó muốn bắt đi lần nữa đó, nhưng mà vì mình đi trước
Cho nên nhờ như vậy mà thoát được lòng đó. Xui em lánh nạn thoát thân, xui em lánh nạn thoát thân, mình cô lo liệu việc gần việc xa. Là đúng như vậy. Canh nông rừng cuốn nở hoa, là cái lúc mà còn Việt Minh thì cô Hai mua một cái đồi, xong rồi cô Hai, cả gia đình của cô Hai lên các nhà đến đó, xong rồi nuôi bò này, nuôi làm ruộng, làm rẫy, trồng làm bánh tráng để bán nữa, rồi là trúc khoai mì, khoai lang, rồi trồng rồi nuôi được heo, được bò nữa. Em stop chỗ này chút xíu. Là sở dĩ mà cô Hai phải lên trên đó để khai hoang, để mà phát rừng phát rẫy, để mà làm nông, có cái lương thực để mà ăn, là tại vì ở nhà tuy là rất là nhiều ruộng vườn, nhiều lắm, hình như cả ngàn mẫu thì phải. Nhưng mà mình đi cộng sản nó vô nó tịch thu hết. Đúng rồi, Việt Minh. Dạ, lúc đó là nó kêu là Việt Minh. Đấu tố. Thành ra nó đấu tố cái giai cấp gọi là địa chủ. Địa chủ đúng không? Tức là những người có nhiều ruộng vườn đất. Mà nhà mình hồi đó là rất là nhiều ruộng vườn đất. Thì nó niêm lại, nó thành niêm ra nó cái nhà mà nhà thật là to đó. Lúc ông nội xây thì là bây giờ nó niêm phong lại, nó không cho mình ở nữa, nó đuổi hết mấy mẹ con xuống với cái nhà cho nhà người du việc á, nhà đập lúa, cái nhà gọi là nhà trống á, nhà đập lúa, nhà trống á, nhà đó là coi như là để mà khi mà lúa người ta đem về đó, đem bộ đó đập, đạp lúa, tại vì mùa có hai mùa, cái mùa hè á, cái mùa thu á thì là người ta đập ở ngoài rừng mùa đông, còn cái mùa đông á, cái mùa thứ hai á là cái đem về đó tại trường mưa. Trên đó, hồi đó em còn nhớ chút xíu mà nhớ là phải để từng bó lúa đạp thế này cho cái hoa, cái bông lúa nó rớt xuống. Không, cái dế lúa. Nó rớt xuống, rớt xuống cái hạt lúa đó. Hạt lúa, rút xuống rồi mới đem cái nó lên, sấy ở trên cái vàng, phơi trên cái vàng. Xong rồi mới sấy, sấy cho rơm đùn cái băng ra ngoài. Cho nên hồi đó là khổ ghê quá. Hồi đó cái nông lớn đó. Là lý do của hai lên trên rừng quốc đó là như thế. Sao mà Việt Minh phải bỏ cái nhà? Tức là mình là chủ của cái ruộng đó. Nhưng mà anh hai á, em nhớ là hồi cô Hai cũng kể là anh hai mình á, thầy Bích chàng hoàng á, là ảnh phải đi xuống với nó ảnh móc lúa. Ruộng thì ruộng của mình. Nhưng mà hiện giờ anh hai là coi như chủ cái đó, nhưng mà phải Nam đi nữa, móc. Nam, chị Nam cũng đi móc lúa nè. Móc là gì? Móc là Nam cái tay Nam. Cắt lúa xong rồi. Nó còn rớt những cái dế, rớt lại đó, mình đi đằng sau lưng người ta, mình móc mà phải xin phép nó, xin phép nó ông đảng viên cộng sản. Sao? Chị Nam móc không? Chị Nam là khổ lắm. Chị Nam khổ lắm. Chị Nam phải khổ rất là. Chị Nam phải phụ với anh hai, đi nuôi mấy đứa em nè, em với lại 1 tỷ rồi này nọ. Không, em lên đi với chị lên trên đường. Không, em không có đi với chị đi có mình thôi. Em ở với má. Chị lên dẫn về, tại vì chị ho quá đi. Nhớ. Rồi hai quấn chị không? Hai quấn chị không? Ông anh ba, ông anh hai quấn chị. Đó là tại sao mà tôi có được ông canh nông rừng nở hoa là lý do đó. Vân canh sông đạo nhà ta an hòa. Khi mà cộng sản nó lui rồi bắt chia đôi Mỹ tướng 17 thì mình mà phê tưởng lão sợ. Tưởng lão là sợ cộng sản nó giết lén cho nên phải chạy vào đi trốn vào tới Vân Canh đó. Ở đó rồi sau đó thì bắt đầu cuộc đời khá hơn. Không, đầu tiên nhất là tướng vào sông Cầu. Là hai. Không, chị quên rồi. Đầu tiên nhất là luôn vào tới sông Cầu. Sông Cầu đó ba đó. Ba mình cho con mình là hai. Chị Nam nói kìa. Ba mình là chị Nam nói kìa. Rồi, để em nói chị nghe. Đó, đó. Ba đó vẫn đó là đi. Em nghe cô Hai cũng kể lại. Nhưng ta nói nghe nè. Từ Bồng Sơn á, từ An Lão Sơn đi xuống bờ, đi xuống Bồng Sơn. Chị bưng lên cái đó, chị uống, chị nhà cái rộng á. Chị làm gì cũng không được. Giờ chưa thấy đó là cái gì rồi. Đúng rồi, em cũng nhớ chuyện đó. Đúng rồi, đó. Xong rồi bây giờ, cái dần hai, dần hai, dần hai, giờ dẫn lên nhà chú Hột. Vô nhà ổng nghỉ ngơi chứ vợ này, không biết làm sao. Giờ đó thì ông Hột thì cũng có nhà. Ở đó tôi là gì vậy Nam? Không phải là ai, tôi là gì em quên. Xong rồi hai á, mới ở Xuân Cảnh, ở phường á, bây ra dẫn vô cho một tuần lễ tại Xuân Cảnh. Biển. Sông Cầu. Không, nó phải trong cầu. Xuân Cảnh trước. Xuân Cảnh trước là mình sang rồi, phải Xuân Cầu. Xuân Cầu là ba nữa. Ba nhận cho mình trưởng rồi. Ông trong đứa gái. Đứa gái nào. Gia đình của chúng mình hôm nay để kỷ niệm
Nhân danh Thánh Chúa Jesus xin thương chúc rằng tất cả mọi người cùng với yêu kính Cha. Cảm ơn Cha về bữa ăn này. Xin Cha thương chúc rằng tất cả mọi người chúng con được biết ơn Cha, được yêu mến Cha càng ngày càng nhiều hơn. Xin Cha chúc lành cho bữa ăn này. Chúng con cầu xin những điều này trong Thánh Chúa Jesus Kitô. Amen. Rồi sao chuyện em giỏi nha. Ờ bếp là nó giỏi nha. Nó nổi chứ. Vậy là chúng ta vậy là không cái xin lỗi chúng mình. Cái xin nó đồng giỏi. Vậy là xin cái xin lỗi đây. Happy holiday cả nhà nha. Đây cả nhà nha. Đâu lộn. Rồi mình bán. Rồi. Happy holiday. Chị Nam muốn hút mình hết đâu. Coi nước này nghe. Hút nhé. Trong. Đây, hút hút mà sẵn sàng mà. Anh thiệt em đuôi nhỏ xíu rồi. Như vậy chứ như thế nào á? Đây. Rồi lát nữa ngoài. Ê. Có nước đá không? Không. Chú kệ thằng ngã đại tử mà nó vui kìa. Chú kia đói lắm rồi. Dạ em tới rồi chị. Mời chị yêu. Không có gì để nhúng ha. Cái bánh tráng nha. Mình ta không nhúng. Cái này bánh tráng. Bánh tráng mới rồi. Không có nhúng mà. Nhúng tay vô được chứ. Nhớ là phải ăn cái món của tụi nấu. Nhưng mà có bè thì cuốn sợ. Cuốn sợ mình nằm nắp luôn á. Ăn luôn. Anh muốn. Chị Nam muốn cho mắm không, chị Nam không ăn nước mắm được. Tại vì trong nước mắm nó có chanh hết. Cái làm có chanh hết. Đây không ăn được chanh. Dạ không ăn được chanh. Cái gì chua một cái là chỉ được. Vui à. Dạ xin dồn rồi. Thương cho. Cảm ơn em. Cảm ơn con lâu mà chị tới mà ăn nhiều chứ có sao đâu. Cái nước này chị nhạt quên chị đâu quên mình chả nó cái gì. Lăn không có. Em mình là cái mắm 10 miếng. Dạ, mắm có coi. Mắm rất là ngon. Mình là cái tắc. Mắm ngon. Em muốn tắc không? Tắc á. Dạ. Thành không? Là cái tắc. Dạ. Hay nhóc trước coi. Ờ. Dạ chỗ lấy hay nhóc chơi. Chị đang muốn hỏi Nam. Đâu nè. Không nghe là ồn ào dữ á. Đây là mất cái nửa nhân sự rồi. Nửa nhân số thôi. Em ăn một phút nữa là em xin chị tô bún. Chị nói rồi sáng giờ mà ăn cái này no là không nổi. Em cuốn xong rồi ăn một tô bún thì nó ăn lại. Đúng rồi. Ai nấu cũng muốn cái món mình được tan á. Sao con bà nó đứng lên rào nó làm như là nó đổ hàng á. Chị thích cuốn. Nào có xin đuôi nè. Một người nó ai cũng muốn rào luôn. Để anh cho nó phòng của mình. Bây giờ hay nhất là tôi muốn. Chồng hơn. Rồi, để anh ra đi cho anh. Anh đứng lên nè. Quay lại bác. Quay lại được. Quay lại được. Rồi, quay lại một xe cái này được. Rồi, chuyển bên sân tới round. 1, 2, 3. Rồi, đồng siêu ok rồi. Rồi, đẹp quá rồi. Một cái để cho nó mắc, ba cái. Rồi, cái này cũng nhắm mắt rồi. Nè, được rồi. Có rồi, 2-3 cái rồi. Mới gặp 2-3 cái rồi má. Ok. Nhớ ra nó hồi xưa. Tôi ở trên nhà, tôi ở trên nhà, tôi chụp ảnh. Là không cha tôi còn hơn nữa.
Ông anh thì ảnh thích chụp ảnh lắm. Ông thích chụp ảnh nhưng mà cái ảnh có cái đầu có cái chân. Ôi, yeah, không có nghệ thuật. Thằng bà này thì đã thích chụp ảnh đó mà bà có nghệ thuật. Đúng rồi, đi xíu đó. Dỡ kìa. Cái vừa ăn luôn chưa? Chưa. Đang ngoài nấu bún. Đấy, thành của nó làm nó rồi. Nó như là mình giờ không xa. Nó ngon. Chẳng có gì đâu mà. Có ngoài đó. Đây là hành đào hả? Đây là nhà đúng không? Lúc này quên á. Cái nhà kia cũng có hành đào. Không, chứ nó còn hành đào. Thì nó bỏ nó không có gì. Cái cơ chưa ăn là nó sẽ ghé nhiều. Thôi không có. Đúng rồi, cháu nó gặp chủ tạng nha. Nó mới nó mở nó mới về.
cứ ba hồi khai phá sản được một thứ là tôi ghét cái nước cắm đó thôi. Nhưng mà cái cô ca sĩ á, cái cô ca sĩ mà cái đầu tiên á, cô nói là hồi xưa cô rất là ghét nước cắm cổ chân. Nhưng mà sau khi 4 năm làm việc của ông á, thì cô nói là cô ca sĩ cô không có bao giờ cô nói bên nào hết, tại vì mất khách của cô ấy. Nhưng mà cô nói cái gì đúng rồi, cô phải nói là sau 4 năm muốn làm việc thì cô lại đổi cái chiều hướng, là bây giờ cô đi ủng hộ cho ông ấy. Mà cô lại còn đi giống như là đi mấy cái chỗ mà tuyên truyền cho ông đó. Cái hôm nay ông bị bắn á, thì cô tới đó, cô tới đó thì cô nghe là khi mà người ta bắn ông Trân á, thì cô nhìn thấy thì lúc đó cô xúc động quá, cái cô mới ướt mắt ra thì cô hát được. Cô hát một bài nghĩ, một cái bài này cũng mới, nhưng mà khi cô hát lên á thì mọi người thấy mới thấy cái giọng của ca cô mà xúc động, nó hay quá, tất cả những thứ nó cũng hát theo cái bài đó. Xong rồi nó bảo là từ xưa giờ đi rất là nhiều ca sĩ mà chưa thấy ca sĩ Việt Nam nào mà hát mà ấy, mà cũng phải là rất cố động đó. Cô bảo mà bây giờ theo luật lệ là cô là ca sĩ, cô không có được nói là cô thích bên nào hết, bắt khách. Nhưng mà cô bảo là sau khi 4 năm không làm được thì cô bảo là được, thì cô bảo là bỏ cái tư cách của ông, nhưng mà chỉ có cách làm việc của ông thôi. Đấy, vì vậy cho nên cô phải nói ra cho người ta biết là như vậy. Dọn giỏi chưa nè, dẹp dọn lau chùi á, dẹp dọn lau chùi đó. Dẹp dọn lau chùi đó. Rồi chén là đứa lau chùi á, đứa bưng xuống đó. Lau á, không cho cái khăn cho lau gì Thanh, để lau bằng cái giấy. Có giấy được hả? À, dẹp chưa, giỏi chưa? Ướt bôi chưa? À, anh này thì lâu đừng làm bể bàn nha con. Bể bàn không có tiền đền nha. Bể bàn ăn được nha. À, giỏi chưa? Giúp mẹ giúp đồ hết trơn rồi. Giúp hết trơn đó. No, we cannot rear win because something wrong with this pole. Đâu đâu, thấm chưa, đang lên. Đây, một con cá đây. Cá nữa hả? Đâu, hold on, cá không? Có nữa không? Mất rồi, đang đi câu đây. Quay, con này giật chi cho nó, em làm chi cho nó đó. Câu được vậy. Thằng nào giỏi không? À, nó chuyên môn á, thằng này nó chuyên môn á, lại chuyên môn được giỏi lắm á. Đó. Đó. Mới mà lớn nhanh quá. Yeah. You like, be careful. I know. You like hold the hook. Hey, you like go get the bait, put it there. Hold the hook. I kind of reel it. Won't reel in. Chúng mình ra chị ngóng được nó kêu
quá trời, bữa nay bữa tự nhiên bây giờ đó nó trời nó mát đỡ rồi chưa à, trời mát đỡ rồi chưa ừ. Quá đã chưa đó. Biết câu một câu hả, biết câu bây giờ đội nón mà dữ rồi ta. Đó, mới tự nhiên trời mát nè, đỡ chưa? Rồi coi còn xe được cái đủ mà 5 đồng tiền tôm với tôi nha. Ok. Tiền tôm tôi 5 đồng á. Đó. Bà bà chết bà. Đó. Đi rồi. Cái nhà ta đang đi câu. Cái hồ này mà câu, cô thân của nó con cá bự lắm phải không? Con cá bự lắm không? Cô thân của nó có con cá bự lắm, cái ấy bự lắm không? Trời ơi, quá trời chưa. Đó. Đó, đi câu đó, đi câu đó. Chúng ta kéo được đâu nha. Đẹp chưa? Oh, I see why. No, don't do it. I see why though. Because I lock it. No, I lock it. No, this is a string tight right here. No, that's why I do it. Thả xuống thôi con, được rồi, thả xuống thôi. Somebody lose it. Thả xuống con, thả xuống con. No, don't lose it, because now you cannot carry it. Now you carry it. Giờ chồng con gái đi câu. Okay. Okay. Nó dữ vậy ta. Câu được mấy con cá lỗi vốn, con chữ này lỗi vốn rồi. Rồi. Rồi, xong. Em về trước nha chị. Dạ, bà ông mời anh chị. Chị Nam về. Giờ nó kéo ấy. Cảm ơn đồ anh chị nữa. Dạ. Xong, đi về. Câu đi câu lỗi vốn rồi. Ông ơi, muốn gì thế? Đi câu lỗi vốn. Ở trong chỗ được, chỗ mày mới đừng được ăn á. Đâu kẹt thằng đệ tử mày nó. Ồ, vậy là tốt rồi con. Ba chị Thanh nha. Con trai Bi nó mới mua chị. Cái bệ nó đánh vô. Vậy ba chị nha. Bi nó à, nó gắn cho em cho luôn cho mấy rồi, mấy cái điện luôn hết rồi. Chạy mấy cái điện nó gắn toàn bộ hết rồi. Toàn nhà xong hết rồi, xong xuôi hết rồi, đâu đó xong hết rồi. Không có sợ cấp điện. Không sợ cấp điện, nó cấp điện cỡ nào mà mấy lần nó có. Cái máy 12.000W. À, mấy cái điện. Không biết nó tròn, nó tròn. Nó hỏi nó bao nhiêu ba trả nó không chịu. Cái đó nó chạy bằng xăng hả? Nó chạy bằng ga thiên nhiên mới xuống chứ. Ga nó tròn. Ờ. Gắn hết rồi, nó kêu gắn điện ga rồi chị em hết rồi. Gắn điện vô hết rồi. Cấp điện làm có hết đó. Không có thì làm sao? Ủa đâu cần điện đâu. Nó cần điện nữa, cấp điện mà mày mất cái điện mà. Nó chạy bằng ga. Nó nối vô trong cái ống ga chính. Ga không có là sao? Là sao ga không có được? Ga bây giờ sao cấp được? Không bây giờ không cấp ga. Điện cấp điện với cấp nước chứ không bao giờ cấp ga. Không bây giờ cấp ga, ga tại cái đường ống ga. Chị đang suy nghĩ là chị sẽ coi lại cái máy phát điện không được thì chị đi mua cái máy phát điện gì đó, có nói là chạy bằng solar. Solar nhưng mà có ánh nắng mặt trời trên cái năng sao? Hả? Nó giữ được trong đó. Hy vọng. Bây giờ nó có tầng Tesla. Bye. Có pin mà nó có thể chạy cả cái nhà. Em theo đang sẽ. Đúng. Tại vì chị sợ năm 2025 mình lớn công ty, ông bên kia mới là 3 tháng không có điện. Đúng. Chà, em giờ có ra em phẻ rồi. Nó có cái loại cục pin. Chị nói hiền hoàng hay là chị nói đứa nào hay chị làm cũng được. Chị lên trên Google chị sợ á. Nó có cục pin, nó có thể trữ điện để chị dùng trong vòng 3 ngày cho nguyên cái nhà chị. Không, tức là trong thời gian đó chị mới chị phát hiện gì chợt vô. Không, để chị mới phát hiện chợt vô. Em thì em biết mình đi về, bye bye. À, nó bye. Thôi em đi nha chị. Bye. Ba chị, bye. Dạ. Bả vô trong đó mà hai bông. Trời nó nhổ bông nó chơi rồi. Dạ, có người chăm bông nè. Alo, có người chăm bông. Có người chăm bông nè. Có người chăm bông tặng vợ. Tăng bông căng ta. Có người vậy, có người gì? Cái bông này anh nhàn ấy cái chắc anh thích đó. Bông gì? Anh thích đó. Nhưng mà mình dâm đâu có sống đâu. Nhưng mà nó không. Mùa đông nó không chết. Về mua để mình mùa đông nó không chết. Em biết cái này rồi. Không anh về mua vô. Không mua. Nhưng mà anh để cho nó có bông có đồ anh trồng ít nhất phải 2 năm. Mấy năm rồi. Cái hoa này. Bye. Rồi bye bye.